Tham kiến điện hạ. Chủ tử à, người tỉnh rồi sao? Lúc nãy người đã bị ngất, đại phu đang xem bệnh cho người đó. Tuyết Dân à, đừng che giấu bệnh tình. Điện hạ, Tuyết Dân không sao đâu, chẳng qua chỉ dầm mưa chút thôi, làm phiền đại phu uổng công một chuyến rồi. Kê chút thuốc trừ phong hàn đi nào. Dân. Tuyết Dân à, tại sao phải quỳ ở Đan Phượng Hiên chứ? Điện hạ, có phải Tuyết Dân đã làm khó cho Dương Phi? Ta không có ý trách nàng đâu. Có phải cho dù ta làm gì, chàng cũng sẽ không tin ta nữa? Lẽ nào một người thật lòng muốn hối cải thật sự khó như vậy sao? Đường dài mới biết sức ngựa, ngày dài mới thấu lòng người. Nếu nàng thật lòng hối cải, mọi người ắt có thể nhìn ra. Điện hạ, nghỉ ngơi cho khỏe đi nào. Điện hạ, điện hạ. Chủ tử à, chủ tử, cẩn thận đó. Lâu dần, điện hạ nhất định sẽ tha thứ cho người mà. Tha thứ sao? Ta không cần bất cứ ai tha thứ. Cút ra ngoài cho ta. Sao nàng lại tới đây vậy? Ta đang nghĩ là có nên tha thứ cho Mã Tuyết Dân không? Nàng lòng gan dạ sắt lắm kia mà. Cô ta đối xử tệ với nàng, nàng vẫn chịu tha thứ cho cô ta sao? Biết sai chịu sửa là đáng quý. Nếu là trước đây ta nhất định không tha thứ cho cô ấy, nhưng mà bây giờ đã khác rồi. Sao lại khác? Tại vì ta muốn làm một Dương Phi khiến chàng không phải lo âu, cho nên ta quyết định tha thứ cho cô ấy. Dung Chỉ à, ta nói cho chàng biết, ta sẽ không chịu thiệt. Ta tốt với chàng thì chàng cũng phải tốt với ta mới được. Nhớ chưa nào? Nhớ rồi. Vậy thì ngoắc tay đi. Được thôi. Điện hạ, cô ta thất hẹn rồi. Trong dự liệu mà thôi. Tiện nữ này qua cầu rút ván, cô ta coi chúng ta là cái gì? Nào, ngồi đi. Ngồi đi nào, không nghe thấy ta nói chuyện với đệ sao? Mã Tuyết Dân muốn lợi dụng ta, trừ khử tình địch của cô ta, nên mới âm thầm truyền tin. Mọi người vốn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, bội tính bội nghĩa gì chứ? Đáng tiếc, trong hội chùa tối hôm đó, chúng ta chưa thể thành công. Điện hạ, ta thấy là chúng ta không cần tốn sức trừ khử Lưu Sở Ngọc, cứ để cô ta và Mã Tuyết Dân tranh đấu một mất một còn, cũng rất là tốt mà. Giết Lưu Sở Ngọc không phải mục đích của ta. Để Dung Chỉ bị đả kích mạnh mới là điều ta muốn thấy nhất. Hắn thực sự rất quan tâm đến nhiếp chính Dương Phi sao? Sao hắn có thể không quan tâm được? Chỉ cần Lưu Tống công chúa chết, cục diện ổn định hắn về công duy trì nhất định sẽ bị phá vỡ. Nếu không phải là Dung Chỉ thanh lọc nhiếp chính Dương phủ, nhổ hết tai mắt được về công bố trí, chúng ta căn bản không cần đến Mã Tuyết Dân. Nhưng mà giờ cô ta đã nhúng tay vào rồi, muốn rút lui đâu có dễ vậy chứ. Rút lui? Không đúng rồi. Đệ xem thường lòng đố kỵ của nữ nhân quá rồi. Ta cá với đệ, Mã Tuyết Dân chắc chắn sẽ không dễ dàng cam chịu. Cứ đợi xem kịch hay đi nào. Một nữ lang khuê cát có thể gây sóng gió gì? Thế thì cứ mỏi mắt chờ đợi thôi. Nào. Ha ha ha!
tử à, người sao vậy? Sắp đến chưa? Đến rồi ạ, chính là căn phía trước. Dừng kiệu đi. Dừng kiệu. Nô tỳ đã làm theo lời dặn của người, tìm đại phu tốt nhất Bình Thành. Nghe nói là đại phu trong y quán này rất là cao tay, nước tiếng Bình Thành đó. Nhưng mà đại phu bên ngoài tốt đến đâu cũng không bằng thái y trong cung đâu. Chi bằng đa tạ đại phu. Đi thông thả. Phu nhân à, khám bệnh cần xem mặt, xin tháo màn che xuống. Cứ để vậy khám đi. Chủ tử ta không thể ra gió, bảo người khám thì cứ khám đi, đừng nhiều lời như vậy chứ. Phu nhân à, cô... Đại phu à, có thể nói riêng vài câu không? Phu nhân à, bên trong có phòng khám, nếu không chê sơ sài thì chúng ta có thể vào trong nói chuyện. Bích Hỷ à, người chờ ở ngoài đi nào, ta sẽ ra ngay. Phu nhân à, để nô tỳ vào cùng người thì hơn. Bích Hỷ. Dân à, mời vào trong. Phu nhân à, thuốc viên đã kê xong rồi, nhớ uống thuốc đúng giờ đó. Nhưng đây chỉ là phương thuốc trị ngọn không trị tận gốc. Phu nhân, cơ thể của cô rất cần điều dưỡng. Đại phu không cần lo, ta tự biết chừng mực. Nhưng mà phu nhân à, nếu tiếp tục kéo dài, đại phu, ta phải đi rồi. Mời. Mã Trắc Phi, tấm lòng của cô Dương Phi đã biết rồi. Đúng lúc hôm nay cô ấy không có ở đây, hay là đợi hôm khác cô lại tới đi. Thanh Diệt ở đây mà, Dương Phi lại không sao? Lan Nhược tỷ à, chủ tử nhà ta có lòng tốt, người đặc biệt mang điểm tâm từ Liễu Nguyệt lâu về, muốn tặng cho Dương Phi nếm thử đó. Bích Hỷ à, xin hãy giúp ta trao tận tay cho Dương Phi. Dân ạ, à, nhất định rồi. Cảm ơn. Bích Hỷ à, chúng ta đi thôi. Thanh Diệt à, Thanh Diệt, không thể ăn bừa đâu. Ngộ nhỡ như ăn vào bị đau bụng thì sao? Không sao đâu. Ăn đi nào. Dương Phi à, lẽ nào cô đã quên chuyện lần trước rồi? Yên tâm đi, cô ta sẽ không hạ độc đâu. Nếu cô ta đầu độc ta, vậy tức là mưu sát nhiếp chính Dương Phi, sẽ bị ngàn đau phanh thay. Chỉ là ta cảm thấy Mã Tuyết Dân có vẻ ân cần thái quá. Nghe nói là Thái Hậu triệu kiến Mã Trắc Phi, nô tỳ đoán là chắc Thái Hậu nương nương đã khuyên được cô ta. Nếu không với tính cách cô ta, sao cô ta lại làm như vậy? Hoặc là còn có một khả năng khác nữa. Khả năng gì hả? Người còn nhớ lần trước trong cung ban cho điện hạ một tỳ nữ không? Tuy cô ấy bị Mã Trắc Phi xử lý, nhưng mà chuyện này khiến Thái Hậu vô cùng tức giận, muốn cảnh tỉnh cô ta. Nếu không phải như vậy thì sao cô ta có thể dễ dàng cúi đầu được chứ? Thanh Diệt à, đúng là vậy sao? Điện hạ, chàng làm sao vậy? Là nàng sao? Ta đã nấu một bát cháo táo đỏ kỳ tử, giúp tỉnh táo mà không hại sức khỏe. Đa tạ. Sao vậy? Lần cuối cùng điện hạ vô cùng vui vẻ nói chuyện với Tuyết Dân đã từ rất lâu rồi. Nhưng mà ta biết tất cả là lỗi của ta. Tại ta không tốt khiến cho chàng tức giận. Tuyết Dân à,
Không phải là lỗi của nàng đâu. Nàng không có sai. Chỉ là trong lòng của Điện Hạ sẽ không còn có ta nữa. Có phải không? Điện Hạ, chàng có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau hay không? Tuy là lần đầu gặp gỡ, nhưng đến giờ ta vẫn còn nhớ. Nữ lang, cây trâm này lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, thật là xinh đẹp, vậy sao? Cẩn thận đó. Chỉ là hôm đó nhìn thấy chàng ở trên phố, vì một cậu bé ăn mày không sao chứ tình nguyện bất chấp nguy hiểm. Kể từ lúc đó, ta đã cảm thấy Điện Hạ không giống những người khác. Chàng có thể vì một cậu bé ăn mày mà suýt nữa hy sinh mạng sống của mình. Chắc chắn là người tâm địa lương thiện. Tuyết Dân không phải là người tốt, nhưng vẫn sẽ rung động vì một Điện Hạ như vậy. Chỉ là lúc đó ta vẫn chưa phát hiện ra. Ta không còn sớm nữa đâu. Đã là chuyện của quá khứ rồi. Tại sao Điện Hạ lại muốn lảng tránh chứ? Tuyết Dân à, nàng không giống lúc trước nữa rồi. Trong mắt của Điện Hạ, ta chỉ là một nữ tử tự cho mình thanh cao, cả ngày chăm nơm mấy việc ở hậu viện, trong lòng tràn ngập đố kỵ, có đúng không? Chàng không cần vội vã phủ nhận đâu. Ngay bản thân ta khi soi gương cũng cảm thấy mình rất là đáng ghét. Nhưng mà Điện Hạ, ta đã sớm quen với việc phải che giấu tâm tư tình cảm thật của mình, giữ lại một mặt tràn đầy ấm áp cho nam nhân xem. Vào lúc chàng không vui, cùng chàng phong qua tuyết nguyệt, đây chính là vai diễn mà ông trời ban cho ta. Tuyết Dân à, nàng không đáng ghét, ngược lại nàng rất là đáng yêu. Nàng xứng đáng có được một nam nhân tốt bảo vệ cho nàng. Ta còn tưởng chàng sẽ oán hận ta, không ngờ chàng lại nói ra những lời như vậy. Tuyết Dân à, Điện Hạ, chàng có thể ôm ta thêm một lần hay không? Đúng là buồn cười quá. Mã Trắc Phi, cô nói thật hay sao? Đúng vậy đó. Đúng là rất thú vị. Tham kiến Thái hậu nương nương. Sở Ngọc, cô đến đúng lúc lắm. Ta và Mã Trắc Phi vừa mới nhắc đến những chuyện thú vị trong nhiếp chính vương phủ đây. Chuyện thú vị? Phải. Hôm nay ta mới biết, hóa ra ngày đầu tiên cô vào phủ đã chốt quán với nhiếp chính vương, lại còn đè sập cả giường hỷ nữa. Giờ nhớ lại đúng là buồn cười quá. Thái hậu nương nương, đó mới là quan gia ngõ hẹp. Họ có thể vui vẻ sống cả đời đúng là tốt thật đó. Đó mới là nhân duyên trời ban. Sở Ngọc, cô xinh đẹp tao nhã, Tuyết Dân dịu dàng đáng mến. Nhiếp chính vương có được gia nhân như hai người, lẽ nào không phải phúc của đệ ấy? Chỉ trách đệ đệ của ta không hiểu phong tình, nghe nói ngày ngày ngủ trong thư phòng làm bạn với Tấu Chương, cũng không biết là tới bao giờ mới được làm cô mẫu đây. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc mà. Điện Hạ trăm công nghìn việc, ắt là chuyện tốt. Dương Phi và Điện Hạ lại hòa thuận, có lẽ không bao lâu nữa chắc là sẽ có tin vui truyền đến đó. Được như vậy thì là tốt nhất rồi. Thái hậu à, đã chuẩn bị xong cả rồi à? Nào, hai người đánh bài với ta đi nào. Lâu lắm rồi ta chưa có chơi. Đi thôi nào. Đi thôi. Nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương à, nghe nói là Thái hậu nương nương triệu kiến Dương Phi và Trắc Phi vào cung tấn kiến rồi đó. Dương Phi vào cung tấn kiến là bổn phận thôi. Nhiếp chính vương, không cần phải lo lắng đâu. Người là đệ đệ của Thái hậu nương nương, lẽ nào còn sợ Thái hậu nương nương ăn thịt người sao? Hay là sợ Dương Phi gây ra rắc rối gì nữa? Sở Ngọc chưa bao giờ chủ động gây sự cả, chỉ có rắc rối tự tìm đến thôi. Trắc Phi ở bên cạnh chăm sóc cho Dương Phi rồi, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Người cứ yên tâm đi, lát nữa bãi triều
Người hãy đi đón đi, ta đảm bảo vẫn còn nguyên vẹn thôi. Nhiếp Chính Dương đúng là yêu vợ quá mà, không thể xa rời dù chỉ là một khắc. Sở Ngọc à, sao vậy? Dương Phi à, bài lá này vốn được truyền từ Lưu Tống sang, nó cũng rất phổ biến ở Đại Ngụy, người không biết hay sao? Trước đây ta rất ít khi chơi trò này, ta thấy rất là nghi hoặc, không biết tại sao lại gọi là bài lá, trông nó giống chiếc lá lắm hay sao? Ta làm trò cười rồi sao hả? Hồi đầu khi ta mới học chơi bài lá, ta cũng từng nghĩ như vậy. Đến sau này ta mới biết sách của người Tống là từng quyển một, để tiện cho việc đọc. Họ thích thêm các trang giấy nhỏ ở phía sau gáy của quyển sách, nhưng mà trang giấy này gọi là ô lá. Người hãy nhìn những con bài này xem, rất giống với ô lá, thế nên nó mới có tên gọi này đó. Mã Trắc Phi à, cô thật sự rất là hiểu biết. Tuyết Dân đâu chỉ có học vấn, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi cả. Hơn nữa về các phong tục tính cách con người, truyền kỳ điển tích ở các nơi cô ấy cũng thuộc hết. Người không biết đó thôi, hàng năm mỗi khi tham gia hội thơ của Bình Thành, dáng vẻ của Trắc Phi phong thái ngời ngời, quả thật khiến người ta động lòng. Đây đều là những điều nhỏ nhặt không đáng nói đến, chỉ để tiêu khiển giết thời gian thôi. Thái hậu nương nương quá khen rồi. Nương nương à, đến lượt người rồi. Báo, ta thắng rồi. Đúng vậy, nương nương đã thắng rồi. Nữa đi, chúng ta chơi thêm gián nữa nha. Tuyết Dân à, kỹ năng chơi bài của ngươi thụt lùi rồi đó. Nương nương à, người không biết đó thôi. Bây giờ bài lá đã có cách chơi mới rồi. Cách chơi mới gì vậy? Lá biến thành ngà voi quý hiếm, nên cách chơi cũng thay đổi. Nếu Thái hậu nương nương thấy hứng thú, ta sẽ nói cho người nghe. Chỉ là ngà voi quý hiếm, nên chỉ có một bộ tiếng cung mà thôi. Mã Trắc Phi đã tặng cho ai rồi? Để nô tỳ đi hỏi mượn cho. Chỉ có một bộ tiếng cống cho hoàng thượng, hình như hoàng thượng lại ban cho phong quý nhân rồi đó. Cầm cô à, người đi lấy đi nào. Tiện đem tỳ bà lộ mới tiếng cung mang qua tặng cho phong quý nhân. Thứ đó mùi nồng quá, ta không có dùng được đâu. Phong quý nhân có lẽ sẽ thích nó đó. Dân ạ, tạ ơn ý tốt của Thái hậu nương nương, chỉ là không phiền cầm cô nữa. Đồ đã tặng rồi, giờ lấy lại cũng không hay cho lắm đâu. Nghe nói là Nhiếp Chính Dương Phi và phong quý nhân xưa nay có quan hệ rất tốt, có thể mời Dương Phi đi cùng ta một chuyến không? Cũng được. Sở Ngọc, vậy ngươi đi cùng Tuyết Dân đi nào. Dương Phi cứ ít nói như vậy, là Tuyết Dân đã làm sai chuyện gì khiến cho người tức giận hay sao? Đương nhiên là không phải như vậy rồi. Vậy là tại sao chứ? Chỉ là ta thấy hình như trước đây ta chưa từng quen biết cô. Lời nói của Dương Phi Tuyết Dân không hiểu cho lắm. Cô nhìn cô xem, dịu dàng thông minh, nhất định sẽ có rất nhiều người thích cô. So với con người cay nghiệt ích kỷ đố kỵ mà ta quen trước đây, hoàn toàn là hai người khác nhau. Dương Phi à, những cái này chỉ là mấy trò giặt giảnh thôi, không thể hiện ra bên ngoài được đâu. Tình yêu đã thay đổi cô rồi. Ta cũng từng cho rằng học được những điều này thì có thể lấy lòng người mình yêu thương. Nhưng mà giờ ta mới phát hiện ra, từ đầu cho đến cuối ta vẫn là kẻ trắng tay, không có được cái gì cả. Cô quá yêu một người, hoàn toàn đánh mất bản thân của mình. Vậy sao? Phi Phượng tướng quân à, rốt cuộc là Khanh huấn luyện thế nào đây mà đuổi được hết người đi rồi? Bệ hạ,
Bọn họ không phải bị đuổi, mà là tự mình sợ quá nên chạy mất. Trẫm thực sự rất tò mò, anh đã làm được gì, có được gì mà có thể khiến cho một đám thiếu niên tráng kiện ăn giỏ chạy mất như vậy? Hãy nói trẫm nghe đi, thần không làm gì cả. Ngoài việc cho họ chạy quanh đồng vắng, huấn luyện về việc sinh tồn ra, thì nửa đêm cho người dứt họ xuống sông Hồ Thành rồi bắt họ bơi về. Thỉnh thoảng thì cũng để họ thử tự trói mình rồi lăn từ trên núi xuống. Quốc tướng quân à, cô nghĩ họ là bao tải cát sao mà có thể lăn từ trên núi xuống được? Lăn gì chứ, đây là cố ý hành hạ người khác đó. Đúng vậy đó, đó đều là thanh niên tài giỏi, anh tuấn mà bệ hạ lựa chọn kỹ càng. Họ để cô hành hạ như vậy sao? Nhiếp Chính Dương à, khanh còn dâng tấu biện hộ cho Quốc Toàn. Nhìn những gì cô ấy làm xem, chả trách lão thái phó lại liều mạng với trẫm như vậy đó. Cứ luyện tập tiếp như vậy, con cháu quý tộc của Bình Thành cũng bị cô ấy luyện thành phế nhân rồi kìa. Bệ hạ, xưa nay có binh sĩ nào không phải trải qua việc như vậy đâu. Khi ta 12 tuổi, phụ thân giúp ta ở biên giới, không để lại một xu nào cả, thần cũng đã tự đi tự về. Về đến Bình Thành, có ai nhận ra thần là Quốc Toàn đâu? Họ còn tưởng là ăn mày nữa đó. Huấn luyện nửa năm một lần này, phụ nữ như thần còn có thể làm quen được. Bọn họ đều là đàn ông nam nhân, mà cả ngày lại kêu khổ thấu trời xanh. Cho dù không đuổi người đi thì bọn họ cũng là đồ bỏ đi thôi. Chỉ có khanh ở trên triều đình dám buông lời mạo phạm như vậy, khanh chắc chắn trẫm sẽ không phạt sao? Chọc giận trẫm rồi đó, mai trẫm sẽ phạt cả khanh cho ai đó, cả đời không được lên chiến trường đó. Nếu bệ hạ ban hôn, thần cũng không có ý kiến gì cả. Có điều việc chọn người thì phải để cho thần tự chọn. Bệ hạ, chúng ta nên nói chuyện chính thôi. Việc liên quan đến loạn dân Biện Châu, thần đã nghĩ ra cách ứng phó rồi. Dương Phi à, ta có một chuyện muốn nói riêng với người. Trước mặt là Nguyệt qua điện rồi đó, Thái hậu nương nương còn đang đợi chúng ta. Có chuyện gì chúng ta nói sau đi. Không đâu, chuyện này rất là quan trọng, có thể liên quan đến sự an nguy của điện hạ. Rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì đây? Sau khi Dương Phi nghe, nhất định sẽ thấy hứng thú đó. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Các người đến Nguyệt qua điện trước đi. Vâng ạ. Cảnh tượng thật là hoành tráng, đúng không nào? Cô bảo chuyện này có liên quan đến Nhiếp Chính Dương, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chuyện này nói ra rất là dài, nhưng cũng rất là đơn giản. Điện hạ đối tốt với ta như vậy, chỉ là một cuộc giao dịch hai bên tình nguyện mà thôi. Giao dịch, đúng rồi. Ta cho chàng sự ủng hộ của Mã Thị, chàng giúp ta được hưởng vinh hoa. Nhưng mà cô đã là viên ngọc quý trong tay thừa tướng rồi, như vậy không đủ đâu. Ta bỏ ra nhiều như vậy, trượng phu của ta cũng phải là người đệ nhất thiên hạ. Thực ra ta nên cảm ơn chàng. Trước giờ chàng chưa từng lừa ta. Đây vốn là một vụ giao dịch hoàn hảo, không thiếu sót sơ hở gì. Chỉ tiếc là sau đó ta đã phải lòng chàng. Ta vốn cho rằng tình yêu và quyền lực sẽ không có xung đột, chỉ cần ta luôn mãi ở theo sau chàng, rồi sẽ có một ngày chàng sẽ quay đầu lại và nhìn thấy ta. Đến giờ ta mới biết được, từ khi bắt đầu tình yêu đã hòa lẫn với lợi ích, thì sao có thể là tình yêu đẹp được chứ? Ta không biết mọi chuyện lại là như vậy đó. Nhưng mà tình yêu không phải là món đồ để trao đổi. Đúng rồi, giờ ta đã hiểu rồi. Nhưng Bình Thành nhiều mỹ nhân như vậy, sao chàng cứ phải thích cô chứ? Cô nói xong chưa? Xong rồi thì ta đi đây. Cô đứng lại cho ta. Lưu Sở Ngọc, cô từ Lưu Tống xa xôi đến Bình Thành, được gả cho điện hạ cùng ngày với ta. Nhưng sao ta không thấy được điểm nào ở cô đáng để chàng lưu luyến như vậy chứ? Ta tò mò, thực sự rất là tò mò. Cô có thể nói cho ta biết sao chàng lại yêu cô mà không chọn ta không? Mã Tuyết Dân à, ta nói cho cô biết, đời người không chỉ có tình yêu. Cô là người xuất sắc như vậy, sao lại không lựa chọn từ bỏ để sống thoải mái hơn chứ? Cô có biết là hôm qua khi ta đến thư phòng thăm chàng, ta xin chàng
Ta cầu xin chàng ôm ta thêm một lần nữa. Ôm ta thêm cái nữa đi. Nhưng chàng không bằng lòng. Trong mắt chàng chỉ có sự kháng cự mà thôi. Ta không hiểu. Chàng có thể nói chuyện lợi ích với ta, bởi vì không có vướng bận gì cả. Nhưng mà khi mà thực sự yêu một người thì sẽ không thể dứt khoát như vậy nữa. Ý chí và cơ thể của chàng sẽ đưa ra lựa chọn đầu tiên. Cũng có nghĩa là sau khi chàng ấy yêu cô, cũng không có cách nào gần gũi thân mật với ta nữa. Ta nói như vậy, cô có hiểu không hả? Cô nói chàng yêu ta sao? Nhưng chàng ấy chưa từng nói ra. Đúng vậy đó, chàng ấy không thừa nhận. Nhưng mà ta biết, bởi vì mỗi giây mỗi phút ta đều nhìn chàng ấy, nhìn chàng ấy yêu cô. Cô có hiểu không hả? Cô có hiểu tâm trạng nỗi lòng của ta không? Cô hiểu không? Có hiểu không hả? Cô làm gì vậy? Sao lại như vậy? Cô đã làm gì vậy? Cô quên tấm bài lá rồi sao? Cô là người mới chơi, vì thế sẽ vô thức cắn móng tay. Ta đã bôi một số thứ lên trên đó. Lúc nào cô cũng thích âm mưu quỷ kế như thế này sao? Nếu ta là Dung Chỉ, ta cũng sẽ không thích loại người như cô. Không thích ta không sao, nhưng mà ta hận cô. Ta hận cô đến mức ngày đêm khó ngủ, ăn uống không ngon. Nếu không có cô, điện hạ cho dù không yêu thì cũng sẽ thương ta cả đời. Tại sao chàng ấy trong ngàn ngàn vạn người lại chọn một người không có gì như cô là sao? Cô thậm chí còn không biết hoài bão lớn lao của chàng ấy. Cô còn oán thán chàng. Đúng là ông trời trêu người ta. Đúng là nực cười. Vô ích thôi. Nguyễn Quốc Tán đã bắt đầu có tác dụng rồi. Rốt cuộc cô muốn làm gì đây? Ta chỉ muốn cô chết thôi. Chỉ cần cô chết. Thả ta ra. Điện hạ sẽ quay về bên ta. Thả ta ra. Đi chết đi. Đừng mà. Tấu chương của Khanh trẫm đã xem rồi. Chuyện bình định phản tặc giao cho Khanh xử lý. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, xảy ra chuyện rồi. Giết chính Dương Phi, giết chính Dương Phi. Sở Ngọc làm sao? Tránh ra đi. Tuyết Dân, Tuyết Dân à. Thái y, nàng sao rồi? Tuyết Dân à, ta ở đây. Điện hạ, ta đây. Tuyết Dân thực sự rất là yêu chàng. Ta biết, ta biết hết. Xin lỗi. Thiếp không trách Dương Phi đâu. Cô ấy chỉ hận thiếp thôi. Cô ấy chỉ là rất hận thiếp thôi. Tuyết Dân à, Tuyết Dân, Tuyết Dân, Tuyết Dân à, 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 Tuyết Dân, chuyện này là sao đây? Chuyện này là sao vậy? Tuyết Dân à, người cút ra cho ta. Tuyết Dân à, Tuyết Dân à, Tuyết Dân, Tuyết Dân, con đừng như vậy mà. Tuyết Dân à, Tuyết Dân, con đừng như vậy mà. Tuyết Dân, còn sao vậy Tuyết Dân à? Con à, con gái của ta à? Mẫu hậu à, sao người lại tới đây? Tuyết Dân à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chẳng phải ban nãy vẫn còn nói cười vui vẻ sao? Còn không mau dìu Thái hậu về đi. Không cần đâu, ta muốn tận mắt xem rốt cuộc có chuyện gì đây.
Mã tướng à, Mã Tuyết Dân ngã từ trên lầu xuống, tạm thời hãy nén bi thương, chúng ta phải bắt được hung thủ mới phải chứ. Lưu Sở Ngọc, Lưu Sở Ngọc, trả con gái lại cho ta, trả con gái cho ta, trả con gái cho ta. Ta không giết người, đền mạng cho con gái ta. Ta không giết người, ta không giết người, ta không giết người. Lưu Sở Ngọc, ta không giết người, không phải ta. Lưu Sở Ngọc, ta không giết người. Mã tướng à, ta không giết người. Mã tướng, ta không có giết người đâu. Ta không giết người. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, cầu xin bệ hạ làm chủ cho lão thần đi, lấy lại công bằng cho con gái của thần đi. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, mau tới Thái Hoa Điện đi, hỏi cho rõ ràng. Gọi mẫu phi ta tới đây. Ta không giết người, giết chính Dương Phi. Mã Thứ Phi đúng là bị ngã từ trên lầu xuống rồi, không phải do ta đẩy đâu. Khi đó thì trên lầu chỉ có hai người thôi. Không phải cô, thì là ai đây? Là cô ta tự nhảy xuống mà. Cô nói cái gì? Ta nói là cô ta tự sát. Ngay từ đầu ta tưởng cô ta muốn giết ta, nhưng ta còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã tự nhảy xuống rồi. Nhiếp chính Dương Phi à, cô đang kể chuyện cười đó sao? Ta nói thật đó, không nói dối nửa câu. Dương Phi à, ý ngươi nói là Mã Thứ Phi làm bộ như muốn đẩy ngươi xuống, kết quả lại không ra tay mà tự nhảy xuống hay sao? Có quan đường quá hay không đây? Tề Thái Phi, bệ hạ còn chưa nói gì hết. Thái Phi yên lặng mà nghe đi nào. Bệ hạ, ta vội vã tới đây cũng là vì quan tâm chuyện này thôi. Ta nghe chuyện như vậy thấy rất là nực cười, đúng là không thể hiểu nổi luôn. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không bịa ra lời nói dối đầy sơ hở như vậy đâu, mà ta sẽ nói là Mã Thứ Phi muốn đẩy ta xuống, nhất thời không cẩn thận tự mình trượt chân ngã xuống dưới. Ta nói sự thật thôi. Các người đều không tin đúng không hả? Không phải mọi người không tin, mà là chuyện này rất là đáng ngờ. Mã Tuyết Dân yếu ớt, còn cô đúng là có chút võ nghệ, tất nhiên không đủ đối phó với cao thủ, nhưng lại thừa sức đối phó với một cô gái yếu đuối. Mã Thứ Phi sao có thể mạo hiểm rằng cô ta có thể khống chế được cô? Bà Diệp Tử, vấn đề ở bà Diệp Tử. Bà Diệp Tử, Mã Tuyết Dân biết khi ta căng thẳng sẽ cắn ngón tay, vậy nên cô ta đã thừa nhận ra tay ở trên bà Diệp Tử. Người lấy tới đây đi nào. Dân, sao rồi? Khởi bẩm Thái Hậu, trên bà Diệp Tử không có gì kỳ lạ cả. Người lui xuống trước đi nào. Dân, Thái Hậu nương nương, không thể nào đâu. Chưa chắc đâu. Sao như vậy được chứ? Sao lại không tra ra được chứ? Nhiếp chính Dương Phi, trên thế gian này có rất là nhiều cách. Nếu thực sự cô ta đã dùng nhuyễn cốt tán, sau khi phát huy tác dụng sẽ không để lại dấu vết gì, phải tra thế nào đây? Thậm chí là trên người của cô sau khi thuốc phát ra cũng sẽ không tra ra được gì cả. Quốc Toàn à, nàng đừng diễn cớ giúp cô ta nữa. Gì mà bà Diệp Tử, gì mà nhuyễn cốt tán, tất cả đều là cái cớ bao biện cho việc cô ta đẩy Mã Thứ Phi xuống. Mọi người còn chưa hiểu rõ hay sao? Cô ta muốn giả vờ như mình người bị hại thôi, để mọi người mũi lòng. Huống hồ Mã Thứ Phi đã bất hạnh qua đời rồi, khi đó trên lầu cũng không có ai khác, chẳng phải là cô ta nói gì cũng được. Ta không có làm vậy đâu. Bệ hạ, ta không làm đâu. Nhưng ta biết ta nói vậy, chắc chắn mọi người sẽ không tin ta. Nhưng đó là sự thật. Khi đó chuyện là thế này, Mã Tuyết Dân đưa ta lên lầu,
Chưa nói được mấy câu đã bắt đầu tấn công ta. Vì ta không còn chút sức lực nào, suýt nữa bị cô ta đẩy xuống. Nhưng mà cuối cùng thì cô ta lại nhảy xuống ngay trước mặt của ta. Thái hậu nương nương à, ta xin hỏi một câu, vào ngày hôm đó Mã Thứ Phi rời khỏi điện Tuyên Quang thì thế nào đây? Trước khi Mã Thứ Phi rời khỏi điện của ta vẫn rất là phấn khởi yêu đời, lúc nào cũng mỉm cười hết. Mọi người nghe thấy rồi đó chứ? Thái hậu nương nương đã làm chứng rồi kìa. Chắc chắn là không có chuyện Mã Thứ Phi tự sát. Đó là vì cô ta biết nếu đẩy ta xuống, cô ta cũng sẽ không thoát khỏi liên quan. Vậy nên mới hy sinh tính mạng, dồn ta vào chỗ chết. Đủ rồi đó. Bệ hạ, Lưu Sở Ngọc là người thế nào? Là công chúa Lưu Tống cao quý. Vậy thì con gái của thần là cỏ dại hay sao? Thần hết lòng vì sự nghiệp hiển hách của đại ngụy ta. Nếu Lưu Sử Ngọc muốn giết người, vậy thì hãy giết thần đi. Thần nguyện đưa cổ ra cho ả giết. Nhưng cô ta lại giết con gái của thần. Thần chỉ có một đứa con gái mà thôi bệ hạ. Cầu xin bệ hạ làm chủ cho thần, lấy lại công bằng cho con gái của thần. Bệ hạ, Dương Tử phạm pháp, tội cũng như thứ dân. Cho dù là nhiếp chính Dương Phi cũng không thể thoát tội được. Huống hồ Mã Thứ Phi là con gái duy nhất của Mã tướng, lại là thứ phi của nhiếp chính Dương, không phải là thị thiếp tầm thường. Nếu không thể đòi lại công bằng cho Mã tướng, chỉ e là sẽ khiến lòng trung thần lạnh lẽo. Quốc Toàn à, Dung Chỉ, ngay cả chàng cũng không tin ta. Ta thật sự không giết người. Bệ hạ, chuyện này ảnh hưởng tới danh dự hoàng gia, không thể nghe từ một phía thôi được. Mong bệ hạ xử lý thận trọng. Bệ hạ, nhiếp chính Dương Phi thiện lương đơn thuần, ta có thể đảm bảo cho muội ấy, chắc chắn muội ấy sẽ không giết người. Bệ hạ, nhất định phải tra cho rõ ràng. Thái hậu à, con gái của thần đã chết rồi, còn tra thế nào nữa đây? Trừ phi thái hậu muốn bao che cho công chúa Lưu Tống. Hỗn xược. Mã tướng, trẫm có thể hiểu nỗi đau của ngươi, nhưng cũng đừng quên thể thống. Thần chỉ có một đứa con gái này thôi. Nó chết rồi, thần cũng không muốn sống nữa đâu. Nếu bệ hạ muốn giáng tội, thì cầu bệ hạ ban chết cho thần đi. Được rồi, không cần nói nữa đâu. Các ngươi đúng là làm ta đau đầu chết đi được. Tạm nhốt nhiếp chính Dương lại đã. Chuyện này để bàn sau. Thái hậu à, lùi xuống hết đi nào. Ta không giết người. Dung Chỉ, ta không giết người đâu. Dung Chỉ, ta không giết người. Dung Chỉ, ta không giết người. Dung Chỉ à, ta không giết người đâu. Dung Chỉ, bệ hạ, ta không giết người. Thanh Việt à, cô đang khóc sao? Yên tâm đi, Dương Phi nhà của cô sẽ không sao đâu. Cầm lấy nè. Cô nhìn cô kìa, khóc tèm lem hết cả rồi, y như con nít vậy đó. Lem nhem hết cả rồi kìa. Không cần ngươi lo đâu. Cô tức giận như vậy là vì Thẩm Ngộ không cho cô đi cứu người. Cô đến Bình Thành lâu như vậy cũng nên biết đây là đại ngụy đó, không phải là Lưu Tống đâu. Cô không thể hành động lỗ mãng được. Có nhiếp chính Dương và cả tướng quân nhà ta, chuyện khó khăn thế nào cũng qua được mà. Ta đảm bảo với cô đó. Dung Chỉ à, Dung Chỉ, ta thật sự không giết người. Chàng có tin ta không? Ta tin cô. Quốc tướng quân, cô cũng tới sao? Thời gian không nhiều đâu, cô nói thật cặn kẽ chuyện xảy ra lúc đó đi. Được, ta sẽ nói cho hai người nghe. Lúc đó là thế này nè. Mã Tuyết Dân bóp cổ ta như thế này nè. Buông ta ra. Buông ta ra đi.
Người buông ta ra, buông ta ra. Dương Phi à, xem ra cô sợ chết lắm. Nhưng mà yên tâm đi, ta chỉ hù dọa cô thôi. Ngay từ đầu ta đã không định đẩy cô xuống rồi. Cô điên rồi hả? Các người đều nói ta điên rồi, nhưng mà sao ta lại thấy kẻ điên là các ngươi đó? Cô tự cho mình là người ân oán phân minh, muốn làm gì thì làm, nhưng mà cũng không thoát khỏi đạo nghĩa và trách nhiệm. Hy sinh bản thân chạy tới đây hòa thân, giống như là một chiếc gông khóa chặt lấy cổ của cô vậy đó. Mấy người các ngươi mới đúng là điên. Ta không giống như các ngươi. Tất cả những chuyện ta làm chỉ để có được tình yêu của Điện Hạ thôi. Từ nay về sau, đời này Điện Hạ cũng sẽ không bao giờ quên ta, không bao giờ quên ta nữa. Cô thấy sao hả? Mã Tuyết Dân à, Mã Tuyết Dân.